quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế ăn vào thì chắc là chua, vân vân, chua thì để nấu canh cua. Quả gì mà rách cưng cưng, xin thưa rằng quả trứng ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì